Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Chương trình dành cho những ai muốn làm đẹp. Theo Sam trăm điểm để làm gì? Em là vì kiếm người yêu. Vì chồng. Chồng mình thích make up. Nơi chia sẻ quan điểm về cái đẹp, cập nhật xu hướng làm đẹp mới nhất. Cái quan trọng nhất của một người khi làm đẹp là phải nhìn thấy nó có đẹp hay không. Và học bí kíp trang điểm từ chuyên gia để làm mới mình mỗi ngày. Đón xem Ảo thuật sắc đẹp lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.